Thân ái mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên để giới thiệu một số tác phẩm bonsai mini cũng như là hàng rừng núi để cô chú anh chị mình giao lưu ha. Mến chào anh Lợi ơi. Kính chào bà con đang xem kênh Bonsai Lại Nguyên. Hôm nay thì em tục làm cái clip là thứ 91 nha bà con. Còn có những cây là hàng rừng núi mình có nha và hàng đồng bằng miền Tây mình cũng có nha. Để giao lưu qua số điện thoại em là 0772 8772 78 nha. Em xin cảm ơn thời gian qua bà con đã ủng hộ em những clip vừa rồi nha. Rồi đầu tiên hôm nay vô là mã số 1M, một cây hải châu nha bà con, hải châu lá nhỏ nha. Cây này thì hàng đã thuần bầu, ta nuôi sống khỏe rồi. Đây cái này dạng cụm gừng nha. Hàng này cũng là hàng khai thác nha bà con. Đây. Chiều cao này của nó nha, 135. Tán ngang là 90. Vành đế của nó là 69 nha bà con. Đây cái này nó liền nguyên một bệ luôn nha. Cây này cũng rất là già cây lắm rồi. Đây đa số hải châu thường người ta chơi nguyên một cụm gừng gì nha. Đây rất là đẹp luôn, hàng tự nhiên nha bà con. Có giá bao ship là bao nhiêu anh? Hàng thường chậu sống tốt khỏe nha. Cây này giao lưu với bà con có giá là 1.400.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Đây rồi tiếp theo cây số 2. Số 2M nha, một cây bằng lăng hoa tím mới chung luôn. Đây cây này là cũng đã sống tốt khỏe rồi nha bà con, yên tâm về sức sống đó nha. Chiều cao của nó là 65, quanh tổng là 130 nha. Đây đâm chồi sống mạnh khỏe hết rồi bà con yên tâm. Cây này có mặt dựng rất là đẹp nha. Cây bằng lăng dán lặt đây, đúng rồi. Nhưng mà khá là đặc cây nha. Ghép tường huy chơi cũng rất là đẹp luôn. Đây bằng lăng hoa tím lá chung nha bà con, cây sống tốt khỏe nha. Cây này cũng nặng khoảng 60kg nha. Mã số 2M cây này giao lưu với bà con có giá 1.700.000 đồng bao ship luôn nha. Đây mặt hàng bên em bán đều bao ship toàn quốc hết bà con yên tâm. Đây. Rồi tiếp theo là mã số 3. Rồi đây. Đây mã số 3 là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn nha. Đây. Để em đo chiều cao này. Chiều cao này của nó nha là 100. Tán ngang của nó là 100 luôn nha. Đây tổng nguyên hoành đế luôn nha bà con, là khoảng 150 nha, tổng hoành đế là 150 nha. Đây cái này thì nó 5 thân, hoành thân giữa của nó là 31 nha. Đây quay một vòng thôi, cái này về cắt bà con cắt tỉa nhánh lại nha cho nó gọn gàng, cây nó sẽ thấy rõ thịt cây rất là đẹp luôn. Đây. Đây. Nhánh trên thân đó nha. Đây, cắt gọn ra là bà con thấy như cái nồi đế nó lên rất là đẹp. Nồi đế khá là đẹp ha. Đây. Cây này là đế đặc nha. Đây quay một vòng đi. Cái này cũng rất là nặng nha bà con, cùng ta chơi cũng rất là lâu năm rồi. Rồi đây. Đây là tàn ấm mình hết. Đây em quay từ từ cho bà con mình xem rõ. Đây, bông tai ông tàn ấm mình hết rồi. Đây nha bà con. Cây này nồi đế thì rất là khủng nha. Tài chơi đâu luôn. Cũng rất là già dặn rồi ha. Đây, cái này nồi đế rất là còn lớn đây. Ha. Năm thân nha. Rồi mã số 3M nha. Cái này giao lưu với bà con có giá là 4.800.000 đồng thôi nha. Đây em cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Nhưng mà chậu này thì em sẽ bó bầu cho bà con nha, chậu xi măng. Rồi. Rồi, kế tiếp là mã số 4M là một cây sâm núi nha. Đây sâm này là sâm trái nha bà con. Cái này người ta cũng đã chỉnh sửa thân rồi. Đây hàng này là bảo đảm cho bà con là sâm trái nha, nếu không phải sâm trái thì một em định hai cho bà con luôn. Chiều cao của nó là 22, tán rộng là 28 nha. Đây 4M. Cây đã sống khỏe thường trọng. Cây đã sống khỏe nha bà con, cũng đã vô dây về bà con tháo dây rồi nha, thân nó co lắc nha. Rồi 250.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 5M. Đây một cây linh sam siêu hoa, đây dáng nghệ thuật nha. Cái này dáng bay rất là đẹp nha bà con. Đây. Chiều cao, chiều bay này của nó là 68 nha. Chiều cao là 30. Đây thân nó giống như là một con rồng đang bay luôn. Hoành là 15. Đây thân này 15 nha. Đây giá cũng hữu nghị cho bà con mình luôn nha, 900.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Đây dáng này dáng nghệ thuật rất là đẹp nha bà con. Rồi, tiếp theo là mã số 6M, cây linh sam song hinh nha. Cái này cũng già cây lắm rồi. Đây, thân nó rất là quái luôn. Chiều cao của nó là 42.
tán rộng là 75 nha. Cái này rất là to cây nha. Đây, quanh thân này là 28 nha bà con. Đây 28, mã 6M nha, hàng thường chậu. Cây này chi tay cũng đã mịn tàn ấm hết rồi. Đây qua tím than nha, đinh xăm song hình. Đây rất là đẹp luôn. Rồi mã 6M có giá 1.300.000 đồng thôi nha. Đây bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi mã số 7M, một cây cần thân. Đây cần thân ngồi đấy rất là quái luôn nha. Tàn thì này cũng đã ấm mịn hết rồi nha bà con. Chiều cao của nó là 38 nha, tán lá rộng là 52, thân là 11 thôi, củ đế là 55. Bộ đế rất là đẹp ha. Đây nồi đế là khỏi chê luôn. Đĩa quái luôn. Đế rất là to nha bà con hình dung thôi nha. Tay chơi cầm thì khá là đây, già dặn hết. Vậy bà con mình chủ yếu là chỉnh sửa và chơi nó thôi, chứ không còn làm gì nữa nha. Chứ là nuôi thôi vài bữa nó sẽ đâm chồi lên rồi rất là đẹp luôn. Đây mã 7M, cái này giao lưu với bà con cũng chỉ có giá là 1.300.000 đồng thôi nha. Đây ba cộng bộ ship cho mình luôn. Rồi 8M là một cây sam hương. Sam hương Đài Loan nha bà con. Cây này người ta cũng đã sắp đế từ lúc nhỏ nha. Và đã sửa dán bài ấm tàn hết rồi. Chiều cao của nó nha là 28, tán rộng là 54 nha. Sam hương thì khi mình đụng vào trong lá đó nha bà con sẽ có cái mùi hương thơm. Lá đã bắt đầu ra rồi ha bà con. Đây đang đâm chồi lên. Hoành là 20. Bộ đế rất là đều nha. Đây đế ở đây, một con hình dung ngồi đế đây. Đây rất là đẹp luôn. Rồi 6M nha bà con, sam hương Đài Loan. Đây giao lưu với bà con cái này chỉ có giá là 1.300.000 đồng thôi nha. 8M nha. Rồi 8M nha bà con. Rồi mã số 8M 1.300.000 đồng. Rồi tiếp theo là mã số 9M nha. Đây cây hải châu đã sống tốt khỏe luôn nha. Chiều cao của nó là 45. Đây thân là 14 nha. Thân này 14. Rồi mã 9M hải châu nha bà con, cây này có trái là đẹp lắm nha. Hàng này là thần chậu sống tốt khỏe rồi. Đây. Rồi giao lưu với bà con cái này chỉ có giá là 400.000 thôi nha. Em cũng bao xíu toàn quốc cho bà con luôn. Giá là nói chung mình chặt thú nghị luôn nha bà. Rồi tiếp theo mã số 10M cũng là cây hải châu sống khỏe luôn nha. Đây, cái này là cũng tàn ra. Chiều cao là 90. Tán lá rộng là 45 nha. Hoành tổng là 34 nha bà con. Đây cây này thì có một thân to nhưng mà nó bị lỗi không sao nha. Hải châu thường nó bị lỗi chút ít thì bà con yên tâm nó không sao hết nha. Đây mã số 10M nha. Rồi cái này giao lưu với bà con có giá là 800.000 thôi, em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi mã 11M. Đây một cây trang đỏ Mỹ nha. Đỏ lá lớn. Cây này cũng lộ rồi nha bà con, rất là đẹp luôn. Đây nở rất rộ nha. Hoa nở rất là dai nha bà con. Chiều cao là 79. Tán lá rộng là 60 nha. Bông nó gì đây? Hoa nở là khoảng từ 15 đến 20 ngày vẫn chưa tàn chậu nha. Đây mã số 11M. Hoa của đỏ Mỹ này rất là bền. Đây về bà con mình trồng đất là cây bao lớn luôn nha. Cây hoa luôn. Rồi có giá như anh. Nghe 150.000 đồng bao ship tặng nhà cho mình luôn. Giá lấy tương tác thôi ha. Đây. Tiếp theo là mã số 12M. Đây một cây. Đây linh sam 86 nha, cây ghim. Cái này là cũng đang cho bông lên rất là đẹp nha bà con. Mình đang xử lý do đó là lá nó hơi bị vàng, lá nó rụng xuống nó lên hoa nha. Lên nụ lên bông lên rất là đẹp luôn. Phải tím cây luôn nha. Chiều cao này của nó là 70. Đây. Tán lá rộng của nó nha. Là đây tán rộng của nó là khoảng 80 đi. Đây. Cây là một cốt hai thân, song thân luôn nha. Hoành thân là 17. Đây nồi đế rất là đẹp cho bà con. Đây đế rất là đều. Cây là hàng thần chậu nha. Chậu này quay là chậu mấy? Em quay tay chi cành cho bà con mình đây, coi. Đây bà con xem đây. Đã vô dây chỉnh sửa ấm tàn hết rồi nha. Dàn xương rất là dày dặn nha bà con. Tiếp giờ tới nhà là bà con mình chơi qua luôn. Mã số 12M nha. Cái này giao lưu với bà con là bao gồm chậu cho mình luôn. 1.900.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Đây 13M. 13M là một cây linh sam song hình. Đây sam song hình là cũng đã tàn chi ấm mịn hết rồi nha. Chiều cao là 36, tán rộng là 75 nha. Đây hoành thân này là 27 nha bà con. Hoành cũ nó 27 nha.
Đây, cây nó có cành bay rất là đẹp luôn. Cây này là về bà con mình xử lý qua là nữa chơi thôi chứ không còn còn làm gì nữa nha, cắt tỉa sơ thôi. Đây, rất là đẹp luôn, rất là có duyên luôn nha. Rồi mã 13M 900.000 đồng bao ship toàn quốc luôn, bao gồm chậu luôn nha. Đây, giá nói chung là rất là hữu nghị luôn nha bà con. Rồi mã 14M cây lưng sam siêu hoa dáng quái nữa nha. Đây, cây này dáng nghệ thuật luôn. Chiều cao là 41, tán rộng là 42 nha. Vành thân là 13, 14 kéo tính 13 đi. Đây, thân nó gì đây? Rất quái, rất đẹp luôn. Đây, rất có duyên nha. Rồi 800.000 đồng bao ship toàn quốc luôn, bao gồm chậu luôn. 15M, đây là một cây khế chua ghép khế xương trái luôn nha. Cây này thì có nồi đế rất đẹp nha bà con. Cây hàng thường chậu luôn nha bà con. Dặn một nước dây nữa được rồi nha. Chiều cao là 65, tán rộng là 54 nha. Hoành thân này là 20 đi nha. Cây có nồi đế rất đây là đẹp. Đế sổ của nó là khoảng là 30. Tổng hoành đế luôn là 70 nha bà con. Quay hoành đế rất là quái luôn. Đây đế nôm 15M nha. Đây, hàng thường chậu bảo đảm cho bà con, nhưng mà anh không ship chậu nha. 900.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Đây. Rồi mã số là 16M, một cây sam siêu hoa luôn. Đây, cái này là đúng đám mình tàn hết nha. Đây là không thân. Chiều cao của nó nha 39. Tán rộng là 55 nha. Đây. Còn này là 20-25, còn tổng nha bà con. Còn một cốt nữa của nó nha, 12. Đây, cây cũng đừng chậu luôn. Đây, dáng nghệ thuật nha, song thân. Rồi, 900.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 17M. Đây, một cây linh sam siêu hoa nữa nha. Cây này cũng dáng bay luôn nha bà con. Đây, dáng bay nghệ thuật rất là đẹp nha. Chiều bay của nó là 50. Đây, chiều cao là 30 nha. Quanh thân này là 15. Đây, thân co lắc đây, rất là quái nha. Đây, bao đẹp cho bà con mình luôn. Rồi, cũng có giá là 900.000 đồng luôn nha. Đây, em bao ship toàn quốc luôn nha. Mã số 17M, cũng là cây cuối clip này hôm nay nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn bà con thời gian qua đã ủng hộ kênh và đăng ký kênh nha. Và em cũng rất mong bà con sẽ ủng hộ em clip này. Sẽ hẹn là clip sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Mến chào tạm biệt quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con vào clip mới nhất của kênh Bonsai Lại Nguyên nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.